Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dự Khảo Nam ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một chương trình Anh Yêu Vinh, Mắt Evan Show của Mắt Evan Cây Vàng. Và chúng ta sẽ dự đoán kết quả, sẽ nhận ngay phần quà. Đó là 50k thẻ, theo 50k thẻ nha Nam ơi. Anh em muốn nhận thế nào thì chọn nha. Và giờ chúng ta cùng bắt đầu dự đoán Nam ơi. Anh em lưu ý chúng ta sẽ dự đoán một lần một nha. Và video ngắn này sẽ up trên kênh nha, để anh em có thể xem lại và ủng hộ cho vui nha. Rồi, hello. Anh em vô hello Chánh Bảy nha. Ok Nam ơi, và ngày hôm nay thì Khải sẽ anh Vinh các bạn trước. Anh Vinh các bạn thì nó sẽ có tên là Thu Viên Nghiệp, còn Vinh Xu là Thu Hồng Nguyệt nha Nam ơi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng anh hai anh Vinh và cùng dự đoán thử lên bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm. Và chương trình dự đoán chúng ta chính thức bắt đầu. Anh em thử ghép kênh YouTube để dự đoán cho anh em mọi người. Rồi ok, cánh này, anh Vinh các bạn thì Khải sẽ lấy phần trăm thôi Nam ơi. Khải lấy phần trăm thôi. Hui, này Khải lấy không biết đủ 2 tỷ không này. Nếu không đủ thì Khải mua thêm Nam ơi. 3 tỷ, ông mua này như 5 tỷ mấy rồi mà, 5 tỷ mấy rồi mà. Anh em dự đoán rồi mà, anh em dự đoán nha. Chúng ta chỉ có khoảng vài chục phút dự đoán thôi em ơi. Tí nữa Khải Nghĩa Bình xu nữa là không dự đoán được nữa đâu em ơi. Rồi, trước tiên Khải Nghĩa Bình kêu bạn trước hả? Kêu bạn thì hiện tại là mắt 5 tỷ em ơi. Còn nhiều cái nữa. Ô, chắc vừa tủ 5 tỷ luôn em ơi. Ô, mắt 7 tỷ luôn em ơi. Mắt 7 tỷ, mắt 3 tỷ luôn á. Giữ dần dần 125 rồi. Anh em dự đoán đi, anh em lưu ý nha, tí nữa Khải sẽ bảo ngừng á. Anh em cứ dự đoán thoải mái nha. Lưu ý một người dự đoán một lần nha. Đây là 6 tỷ 2 á. Ok, Khải về mua thêm ít cái nhà nó mát lắm nè mày. Anh em là tí, để Khải lấy còn lon mua thêm ít nữa, cái nhà mát luôn. 6 tỷ 2 rồi á. 6 tỷ 2 thì chắc còn thiếu khoảng tầm 200 nha. Thiếu khoảng tầm 200 nha. Khải đưa còn lon đi mua. Thiếu tầm 200 thiệp, 200 thẻ. Ok. Chắc thiếu nữa mà. Được có 3 thẻ là bài boss, bài đói. 3 thẻ là bài boss nữa mà. Bài trưởng thiệt. Rồi ok. 3 thẻ là bài boss rồi. Mua thêm 200 nữa đủ á. Anh em dự đoán duy nhất một lần một thôi nha em ơi. Anh em đang theo dõi đừng quên đưa lại cho khám lại cho xem hoặc cho em ơi. Và đây là chương trình cũng như là vui vẻ cho anh em cho vui nha. Rồi tiếp tục nè. Cánh trong mắt luôn nè. 6 thì 5. 6 thì 6, 6 thì 7. Đúng rồi. Ok mát rồi. Còn dư 86 cái nè mày. Dư 86 cái. Dư 86 cái này thì đợi vô đây. Được 500 cá nhân nè. Được 550, 500 mấy cá nhân. Ok, và chúng ta. Ồ, cái này được thêm 3 tỷ nữa. À, thêm 1 tỷ rưỡi nữa nè mày. Cái này tí cánh sau, cái này chỉ tí tính sau nha. Ồ. À, vừa quá 2 ngày nè mày. Phải khai vừa quá 2 ngày nè mày. Ok, là cánh 1 tỷ rưỡi nữa. Rồi, ok. Và chúng ta cùng tiếp tục lên Hoa Sơn Cảnh Nghệ Trường. Tiếp tục anh Vinh show nha Nam ơi. Anh em dự đoán Nam ơi, chúng ta tí nữa sẽ tạm ngừng. Sau khi cái Evan của Khải còn tầm 300, Evan show của Khải còn tầm 300 thì Khải sẽ ngừng và sẽ bắt đầu ngừng dự đoán nha mọi người. Lúc đó sẽ ngừng dự đoán nha. Anh em ai chưa dự đoán thì có thể ghép kênh YouTube để dự đoán nha mọi người ơi. Ghép kênh YouTube để dự đoán kết quả và nhận ngay phần quà 50k Việt đồng nha. Giao lưu vui vẻ nha Nam. Rồi, qua kênh YouTube nha Nam ơi. YouTube với Khải của mình nha. Rồi giờ chúng ta sẽ anh em mình xu bánh trung thu Hồng Nghiệp khui. Ô một rương gì đây. Ờ quá tửu này, cắn này. Cái gì đây, lòng đèn hoa sen. Cái gì đây, rương đồ phổ hồng kim. Cái gì đây, hộp quà lòng đèn trung thu. Cái gì vậy, rương mảnh hồng kim pháo loại 4. Ở đây băng hội. Băng hội cá nhân. Băng hội nè. Cá nhân nè. Băng hội 500. Một túi rồi đây. Túi phổ nhu tình hiệp cốt. Đây mình dự đoán nha. Còn 300 thì Khải sẽ ngừng dự đoán nha em ơi. 300 Khải sẽ ngừng dự đoán nha. Một nhu tình mới nè. Chắc giờ còn nhu tình 1. Ông ma Canada. Ba rương phổ loại 3. Loại 2. Ok. Bán lâu rồi mà cờ lan Ninh Thuận. Hiện tại phải vừa bán con bông tiêu để Khải chuẩn bị lên một set định quốc với lại gia truyền cặp phân cho chơi giờ đang nè mà. Khải bán bông tiêu nữa đồng tự vào gia truyền cặp phân á. Như tinh hồng. Ok, được như tinh 3. Úi xời. Cho 5 đồng lên giữ đô á. Một viên thị tinh. Hai viên thị tinh. Tinh 2, trời ơi. Mấy viên tinh này. Ba viên thị tinh này. Anh sát thủ giảng quất. Ủa sao con này nó không phương thường.
Em đứng đi theo nhờ. Phun rương rồi em ơi. Phun rương, ok, cắt rương rồi. Này anh Vinh cho anh em xem, hiện tại là còn đến 500k nữa nha anh em ơi, anh em dự đoán đi anh em ơi, dự đoán đi. Còn 300 thiệp, còn 300 băng hợp, còn 300 Evan Su thì Khả sẽ ngừng dự đoán nha mọi người. Lúc đó chúng ta sẽ ngừng dự đoán nha. Anh sẽ bài món cái này qua. Chọn lên bài bot, lên bài bot. Hiện tin 1, 2 quốc luôn, tin 1, 2 bỏ luôn nè mọi, tin 1, 2 quá giá nè mọi, tin 3 được vài trăm xu nè. Quốc tủ quốc luôn. Rồi, cá nhân bằng hỏi tầm này thu chưa ra gì hết nữa. Rồi bắt đầu chúng ta tính tiền nè. Bắt đầu tính tiền nha. Một thì tin nè. Trung bình 250 viên đây. 750 xu nè. Em mình xu này chúng ta sẽ tốn 7k xu nha nè. 7k xu nha mọi người. Điểm tốn kia coi như là không tính, tại vì mình có thể đánh ra được. Rồi nè, hôm nay được 750 nè. 750 viên này cho 250 rồi đây. Một kim nè. Thu được một kim rồi nè. Rồi một kim. Viên tinh hồng này 50 xu á. Rồi từ từ 50 xu. Mấy cái này vứt luôn. Rồi thu được một kim nè mọi. Một kim 50 xu. Rồi gì đây, rương bảo rương phôi xấu dòng, rương phôi xấu dòng, rồi thu đường kia mà em ơi, tiếp tục nha. Em dự đoán thử bao nhiêu cấp em ơi, hiện tại còn đến 500 thiệp nữa nha em, còn 500 cái Evan Su nữa nha mọi người. Evan Su thì nó nhảy cấp rất là nhanh. Rồi khu tiếp này, khu tiếp cho anh em xem, tiếp cho anh em xem nha. Anh em đang theo dõi video đừng quên đỡ lại cho Khải một like share ủng hộ cho em ơi. Nhiều anh em bảo Khải cứ nghỉ game hả? Không có em ơi, Khải vẫn đầu tư anh Vinh thì xác định là không nghỉ game lên em. Chơi không được nữa, Khải sẽ đi bán khác để chơi thôi em, không có gì phải nghỉ cả. Hôm nay cũng chưa trải nghiệm được vũ khí một kiếm một phá này, chắc là Khải chưa đi được đâu. À, cái gì vậy? Sắp thiết là hắn. Rồi, chuẩn bị nè. Vẫn còn dự đoán được nha, Hữu Nguyễn, Vương Hữu Nguyễn ở dự đoán đấy người em ơi. Cho anh em thêm 5 phút dự đoán. Cho anh em thêm 5 phút dự đoán và chúng ta sẽ ngừng rồi em ơi. Cho anh em thêm 5 phút dự đoán này. Ai dự đoán một lần một không được sửa nha. Như Vương Hữu Nguyễn cũng sửa là không được dự đoán nữa người em ơi. Ai chưa dự đoán đi nữa em ơi. Cho anh em thêm 5 phút dự đoán nữa em ơi. Liệu Khả sẽ cấp bao nhiêu và bao nhiêu phần trăm? Chính xác trong vòng 5% đổ lại trên hạt dưới, người nào gần chính xác nhất thì người đó sẽ nhận ngay phần quà thẻ cao, thẻ cao 50k. Anh em muốn nhận thẻ nào thẻ nha anh em ơi. Anh em dự đoán, ai chưa dự đoán đi nữa em ơi. Chúng ta đều có thể nhận phần thưởng ngày hôm nay. Nói chung là tạo một cái bình nhỏ cho anh em xem. Và cũng như là anh em đừng quên xem lại video này, nhớ cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho nha. Nói chung Khải có công nghệ va, Khải chết hết rồi em ơi. Ai mà rút lại thông báo này nọ, là gọi là comment lần thứ hai này nọ thì Khải biết cái nha em ơi. Như một số em đã comment rồi thì không được comment lần hai nha. Như là Tấn Phạm comment xong nè, Hậu Hình comment xong nè, Thanh Sơn comment xong nè, và Tiên Trần comment xong nè, những em này không được comment lại nha. Rồi ai comment nữa không em ơi? Không được comment lại nha em ơi. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu khui tiếp tục. Rồi hai viên thủy tinh nữa nè. Được. Tướng cao comment đi, tướng cao ơi. Anh em tự comment đi em ơi. Một cái bánh. Một bánh. Rồi. Cho anh em thêm 5 phút comment nữa luôn. Hiện tại comment chương trình comment rất thấp anh em ơi. Tướng cao này 127% này. Cho thêm anh em 5 phút comment nữa anh em có thể nhận quà này em ơi. Cho anh em thêm 5 phút để comment để nhận phần thưởng này em ơi. Anh em nào comment dự đoán chính xác nhất Khả sẽ thưởng anh em 50k cạc cho vui nè mà. Còn ai comment nữa không em ơi? Gần 50 anh em đang theo dõi nè. Ai comment không? Hiếu Lavi comment đi em ơi. Hiếu Lavi 125.97% coi như thất bại rồi. Hiếu Lavi ơi, tầm này Khả nó lên 126.50% rồi mà comment 125 là thất bại rồi nha Hiếu Lavi ơi. Comment giờ là thiếu Lavi. Hello coi Moxy nha. Ok, ai comment nữa không? Cho anh em 5 phút nữa comment nữa nè. 126 là comment lần 2 không được rồi Hiếu Lavi ơi. Rất đáng tiếc Hiếu Lavi nha. Comment một lần thôi, comment 2 lần không được rồi. Ok. Ok nha anh em ơi. Chúng ta không ai comment rồi, chúng ta sẽ ngừng dự đoán nha. Hiện tại chúng ta sẽ ngừng dự đoán này. Sông Nguyễn comment 128, 126, 88, 100, ok, tốt nè. Rồi, ngừng dự đoán nè mọi. Xem comment của Khải ngừng dự đoán, chúng ta sẽ trở lại với khui phần quà ngày hôm nay tiếp tục. Khui. Túi gì đây? Túi gì vậy? Lỡ bao, ăn ban định quốc. Rồi, ok, Hiếu Lưu Vy ẩn nhầm, cho Hiếu Lưu Vy 126, 97% luôn nha. Rồi, Phúc Hạnh không được nữa, Hoàng Thái không được nữa nha. Hết giờ rồi người em ơi. Hết giờ em ơi, tại vì Khải nói là còn 300, Khải nói hết giờ rồi mà. Rồi. Ok, biết lời hay lỗ rồi nè, 7 kim biết lời hay lỗ rồi. Tiếp tục giao dịch qua ăn cờ lon ha. Rồi là thu được 1 kim đúng không? Rồi, thu được gì nữa này, 1 kim rồi đúng không? 250 xu nè, 250 xu nè. 750 xu nè. 750 xu nè. Gì vậy? Một bánh kỹ năng à, bánh kỹ năng này cũng được 300 xu. Ừ, tương đương cho ăn kim đây, đường kim rồi đó.
Tưởng kim rồi nha. Lần này, lần hai được một kim đó là hai kim nè. Này bước đây. Đường phố kia đó như đây. Rồi. Còn gì nữa? Mấy mảnh này 30 số bước rồi. 6 dòng bỏ luôn cho chặt rường nè mày. Còn gì nữa không? Mà thật anh. Ok. Mời mấy này sát thủ giãn bước. Yên tĩnh 2 bước luôn. 12, thì 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ô. Ok. Ok, 16 ô hết chỗ rồi nè mày. Rồi, tại vì con còn đoan khảnh 16 ô thôi. Thứ 7, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, 16 đúng không? 22 này. Bước mấy cái này ra đi. 22 đúng không? Boss này. 1 này, 2 này. Mấy này nó cánh. 2 là 18. 18 rồi. 19, 20. Rồi, hết đó. 20. Rồi, ok. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chốt kết quả nè mày. Em Sơn, em trên rồi mà Thanh Sơn. Em comment rồi mà. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cánh những cái cuối cùng thử bao nhiêu cấp rồi. Tại bây giờ là phi tốc lại lực này nọ à, chặt chỗ luôn nè mà. Cánh mấy cái này chặt chỗ. Ok, còn gì nữa không? Cá nhân văn hỏi quá trời. Vớt nè, vớt nè, vớt nè, vớt nè. Rồi, khui. Cánh hết, cánh hết. Khui. Được hai kim rồi nè mày. Nhìn tình máy nữa đây. Ôi, má là nhìn tình hai nữa. Mảnh 76, ok. Cái này rồi. Mảnh này nhiều dữ à. Cho ngày 10 lên nè mày. Cho ngày 10 lên ôm tiếp tục đồ tiếp theo. Chặt chỗ quá. Ok, cho ngày 10 lên nha. Rồi. Chắc chắn là cấp bao nhiêu rồi anh em cũng bị chờ đợi kết quả thôi nè mày. Mình chờ đợi kết quả, chuẩn bị chờ đợi kết quả, mình chờ đợi kết quả. Không comment nữa nha anh em. Anh em nào comment đúng hay không thì chuẩn bị chờ đợi kết quả nữa mà. Ai comment đúng sẽ nhận ngay phần thưởng 50k. Nhưng mà tương đương là khoảng tầm 50 quay đầu nha. Quên 5% quay đầu nha. Nhớ là ủi 5% quay đầu nha anh em. 5% quay đầu nha. Còn trên quá 6% thì không tính nha mọi người. 6% không tính nha. Rồi, ok. Mấy cái này qua, nhiều đây là ok rồi đó. Mất luôn rồi. Chung là vừa rồi thu được 2 kim thôi em ơi. Giờ cái này cái quyết định này em ơi, thu được 2 kim thôi. Thu được 2 kim thôi. Chúng ta sẽ quyết định sẽ như thế nào đây. Đó, một con ngựa, ngựa mới nè. 22 tháng 8 nè. Rồi, cái gì đây? Ra cái gì vậy? Còn thế giới còn ra cái gì đây? Chô, giờ một đội thành 90. Chán không? Ton rồi em hả? Hiền chân đơn. Hiền chân đơn 500. Trời ơi, rác rưởi quá. Chân 7 rồi, có cái cục chân 7 có hiền chân đơn này nọ. Bán cái chân 7 thôi. Cục Excel hiền chân đơn. Có không? Bán Khải ha. 1 tỷ 5 à. 800 triệu với. Rồi, nói chung là chắc to nè mà. Cái này tổng rác không. Bây giờ đâu chúng ta khui thôi. Vừa rồi được 2 kim đâu khui nè. Trời, ngựa nữa. Chết thiệt. Hai con ngựa nè mày. Này 100 xu nè. Được 2 kim 1 nè. Cái này 250 nè, 2 kim 3 đi. Rồi, 2 kim 3. 2 kim 3 rồi nha. Khui nè, khui nè, khui nè. Trời, lục thô làm thô xấu. Gì vậy? Còn gì nữa không? Càng khôn nè, cánh càng khôn luôn nha nè. Càng khôn, ok, càng khôn nữa, từ ít hôm là khai cánh nè. Tình hai rác. Trời ơi, tụng rác thôi. Gì vậy? Mảnh đình quốc. Trường Sam 3-4. Chập chỗ. Rương rồ phổ. Ok, chúng ta sẽ khui mấy cái rương phổ loại 4 nè mà. Khui. Khui. Chủ chả gì vậy? Rồi. Hám yên đai thiên vàng. Trời ơi, Bích Hải Hồng Linh 3. Cái này là như là cái áo hay gì đặt dày. Hám thiên yêu đái. Trời sao toàn hám thiên vậy? Đồ toàn đồ. Toàn đồ thiên bang ngoài chợ. Bình hàng. Áo bình hàng vứt luôn. Phục ma tinh hải vứt luôn. Trời toàn phổ rác không. Bích Hải thì đái. Đái thì yên. Vứt vứt vứt. Bích Hải. Trời. Rác hết rồi mày. Đường đồ phố không kêu phái.
Rồi, chung là to lên mà. 157 bot. Trời, ngục bội quốc. Họ sẽ quý là bên trong chứ không quý. Lỡ 30 kim. Được không? Được 3 em xôi đâu, được 2 kim rưỡi rồi. Như đây, mảnh lôi khung thật cầm đái. Đại lưng lôi khung con lông xét. Hui. Cặp phong. Gì? Đoạn cẩm áo cặp phong à. Trời ơi, 8 mảnh sẽ được như thế mà. Áo cặp phong. Chịu quá. Vô trần tâm quán. Nó nghe 10 trưởng. Không yên thua. Mấy đứa để dành sau này mới có tác dụng thôi mà. Tụi này chưa yên thua. Rồi được thêm cái này 500 xu nữa. Cho cái này cho 800 xu thôi. Được 3 kim 3 nữa mà. 3 kim 3. Và hiện tại chúng ta chốt kết quả ở đây là 127 cấp, 51%. Được rồi các ai chính xác không? Được rồi, ai chính xác vậy? Được rồi, em cùng xem theo dõi từ trên like ai chính xác nha mọi người. Đây 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 đây, xem anh em là chính xác không nha. Ok. Và chúng ta cùng xem hiện tại Khải là đang có 127 cấp, 51%. Ngày mai sẽ up cái hạng 2 số ra rồi mọi người. Nói chung là tầm này Khải up hạng 2 số là đó, 15-16 đâu nè, không ít đâu nè. Hạng 15-16 á. Hạng 15-16 á. Rồi, anh em cùng dự đoán xem là có ai dự đoán ai 127 không? 127 10%. Tính ra thì không ai chính xác nữa mà. 127 5%. 126. 127 10%. 129 29% không đúng luôn. 127 5%. Rồi, không ăn thua em lọt rồi nè mà. 127 50% đúng rồi. Nhưng mà kết thúc là dự đoán tốt rồi, chút nãy là ngừng dự đoán rồi em ơi. Nói chung là không ai chính xác nữa mà. Nói chung phần thưởng 50k thẻ này Khải sẽ dành cho lần sau nha mọi người. Khải sẽ dành cho anh em may mắn lần sau, anh em mình cho vui nha. Rồi, trong mùa này thì Khải anh em mình thì tốn hết khoảng 6k vạn khoảng 3 kim. Kèm với cái này 7 kim là khoảng 10 kim. Nhưng mà thu là được khoảng hơn 3 kim. Thu là khoảng cho 4 kim đi. Thì Khải chi phí hết khoảng tầm chắc khoảng mất khoảng 5 kim nữa mà. Mất khoảng 5 kim. Rồi, chung mất khoảng 5 kim luôn. Chung là 5 kim mà mình bù lại được. Ý, hui cũng biết kiếp luôn rồi. Thiếu 5 quyền pháp đậu xanh. Lỗ lòi đít nè mà. Đừng cái kỹ năng nè mà. Cắn luôn. Rồi. Này ít hôm chuyện vào đang nữa là ok nè mà. Rồi. Này tăng nhiều cho vui rồi. Rồi ok chưa? Quá đẹp anh em ơi, quá tuyệt vời. Nói chung thì ngày hôm nay Khải Nguyên Vinh thì cũng chi phí mất khoảng 5 kim thôi anh em ơi. Nói chung 5 kim tầm này thì khoảng tính ra thì anh em mua kim thì 5 kim thì Khải tốn khoảng 300 nghìn thôi. Hết 325k vì đông đông. Up được 3 cấp 50%. 3 cấp, quá đẹp. Đó, nói chung là quá đẹp anh em ơi. Đó, chỉ có 350 nghìn thôi nè. 320 nghìn thôi, đúng được 3 cấp. Từ 124 đến 127 này quá dữ không? Này Khải cập nhập là 33 tỷ quá dữ luôn. Nhà mừng thưởng xem mình sơn 15 ô. Bức mẹ cái này là phục ma đấy. Hám yên yêu đái. Đài đài. Bích hải hồng lanh ba. Này nhớ không làm đôi giày à. Nó không làm đôi giày thì yên à. Ê à. Rồi còn mấy cái này nữa. Đợi Khải mở xem mấy cái này nữa. Mấy cái chữ nữa chứ. Sắp dòng vứt nè. Bích hải ti đái. Mấy cái này chắc cắt rương nè. Cắt rương còn lon nha mọi người. Là mày bót được 200 xu nữa. Nói chung là trung bình không được 4 kim á. Rác hết, rác hết. Hoa sen ngượng rác luôn. Nhưng từng bỏ rác luôn. Làm gì vậy? Mở mất cái này. Bênh hàng yêu khấu. Tiếp tục nè. Cớ nghiệp lên ngò. Vậy có nghiệp vứt luôn. Vậy có nghiệp vứt luôn nè mà. Tiếp tục. Ma hòn khiên. Gia truyền thiên nhẫn. Ngự long yêu hòn. Đại lưng thiên bang. Vô trần ngọc. Tiếp tục nè mày. Xăm hòn giáp. Áo giáp xăm hòn vứt luôn. Nãy chặt chỗ anh lỡ anh bán đâu em ơi. Thiên quang yêu. Cái dây được cái đa lưng thiên quang. Vài trăm xu. U lung chịu yêu. Ok đợi lại rương em ơi. Cái này shop đi. Cái này áo xăm hòn không ép được đâu em ơi. Rồi. Ba cái này chắc là anh em nào mà ép đồ thì mình sẽ cần em ơi. Mình thì không cần lắm. Để mình cắt cờ lon đi. Lựa chọn bán ngựa được rồi. Hello em ơi. Anh bán nhầm á. Anh tưởng giày mộng lông. Anh tưởng giày mộng lông. Nghĩ là anh tưởng giày mộng lông.
chung là mấy cái này thì chắc mình bán vài trăm xu nữa. Nhưng mà thôi trước mắt thì mình cứ tốn 300 nghìn mình lên được 3 cấp là ok rồi đó mày. Rồi Khải dọn cái rương á. Còn mấy cái này chưa mở này, học vàng chưa mở này, lấy cái kinh nghiệm nữa nè. Anh em đợi tí. Đó nè mày, sau khi anh xong mắt thì mình đi dòng sáng nè mày, Khải đi nhận dòng sáng á. Dòng sáng tăng thêm khá tất cả anh em với lại sinh lực 500 nha nè. Nhận vòng gì vậy? Nhận thành công vòng sáng. Bật rồi. Ok, nhận rồi thì phải. Mình lát vòng đó. Có rồi nha nè. Ok. Vòng sáng mùa này thì cũng khá là ok nè mày. Đèn 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 dưới chân giống như cái lóc sấy dưới chân mình nè mày. Quá dữ. Rồi. Đừng cho mày con lon nó cất hết vậy đâu. Rồi tiếp tục ăn chữ nè mày. Tiếp tục ăn chữ lấy kinh nghiệm nè mày. Ui. Như này. Lồng đèn cá chép 7 cái. Lồng đèn ông sư. Lồng đèn bướm bướm 11. Lồng đèn ông ngôi sao. Lồng đèn kéo quân. Rồi. Ốp thêm được 4% nữa nè mày. Lồng đèn kéo quân được 50 triệu. Rồi ok. Và video anh Vinh ngày hôm nay thì Khải chưa thu được. À quên đi chứ, thu được cá nhân khoảng ca cá nhân nữa thì cũng được hơn ca rưỡi nữa nè mày. Là tính ra là Khải thu được cho mình được 5 kim rưỡi. Thì tính ra không lỗ nhiều đâu, chỉ lỗ gần 2k thôi, lỗ gần 2k thôi. Em mình các bạn không nói, em mình các bạn chắc chắn sẽ lỗ. Tại vì anh nghĩ mình các bạn nó không có gì cả. Nhưng mà tổng thể là vẫn là ok đó mà. Lỗ hết khoảng tầm 5 kim, tính cả mình các bạn còn lỗ tầm 5 kim đó mà. Lỗ tầm 5 kim thì khoảng tầm 300 mấy nghìn thôi. Rồi ok. Và video ngày hôm nay Khải sẽ chính thức kết thúc tại đây. Và kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và đừng quên đón lại cho Khải một like, chia sẻ, hội chơi và những video anh nghĩ mình tiếp theo. Khải sẽ cho anh em xem nha nè mày. Sau khi ăn xong thì Khải lên top rèn điện sư luôn nè. Rèn điện sư luôn nè. Ý, cập nhật lại một lần nữa nè, lên top máy nè. Ừ, áo 47 đặt móc mà. Khải mua áo mà. Rồi, cho anh em xem. Nói chung là cái này anh em mình ai của anh rồi mà. Trước xong phải anh rồi. Đó, top 5 nè, giữ dần nha. Rồi, tự bình tĩnh. Là chia sẻ mạnh nha anh em ơi.